Vụ Thái Thiên Phượng tìm thấy phần đầu và xương trong nồi súp, gia đình chồng cũ có quá khứ đen tối. Liên quan đến vụ việc nữ người mẫu Thái Thiên Phượng bị hại, cảnh sát Hồng Kông hiện đã tìm thấy nhiều bộ phận cơ thể khác của nạn nhân xấu số trong một nồi súp lớn, phía gia đình chồng cũ cũng bị vạch trần lý lịch đen tối. Tờ South China Morning Post mới đây đưa tin, cảnh sát Hồng Kông đã tìm thấy phần đầu và một số xương sườn của người mẫu Thái Thiên Phượng IB Choi bị hại tàn nhẫn, hai ngày sau khi có thông tin về vụ án của cô. Các nguồn tin cho biết những bộ phận cơ thể của nữ người mẫu 28 tuổi được phát hiện trong một nồi súp tại một ngôi nhà trên đường Lumi Tusuk An, quận Đại Bộ, Hồng Kông. Cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm các bộ phận còn lại của nạn nhân. Trước đó, ngày 24 tháng 2, cảnh sát đã tìm thấy hai chân của cô trong tủ lạnh của ngôi nhà này. Về phía gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng, lý lịch đen tối của những người này mới đây cũng bị vạch trần. Theo thông tin, gia đình này chính là ký sinh trùng phiên bản Hồng Kông đời thực. Chồng cũ Thái Thiên Phượng họ Quảng liên quan đến một vụ lừa đảo kinh doanh đầu tư vàng vào tháng 2 năm 2015, tổng cộng lừa 4 người, lấy đi số vàng có 5 triệu đô la Hồng Kông, hơn 15,1 tỷ đồng. Trước đó, nạn nhân đã rút hết khoản tiết kiệm, vay tiền mua vàng để giao cho Quảng, không ngờ sau khi lấy được vàng, hắn ta liền bỏ trốn, vụ việc từng được báo chí đưa tin. Anh trai chồng cũ 31 tuổi, mặc dù không có tiền án tiền sự, nhưng vào năm 2019 lại vướng vào nợ nần chồng chất và bị ngân hàng đâm đơn kiện. Mẹ chồng cũ 63 tuổi hiện đã nghỉ hưu, nhưng năm 2016 bà đã đăng ký phá sản lên tòa án. Đáng chú ý nhất chính là bố chồng cũ Thái Thiên Phượng 65 tuổi từng là cảnh sát với biệt danh cầu ca, nhận được bằng khen phục vụ lao dài của cảnh sát Hồng Kông. Năm 2001 ông được thăng chức thành cảnh sát trưởng, đến năm 2005 thì được phân đến nhậm chức ở cục cảnh sát Vượng Giác làm trưởng phòng điều tra. Thế nhưng, suốt thời gian này, bố chồng cũ cựu người mẫu thể hiện phẩm chất không chính trực. Về sau, trong một lần tra án, ông liên quan đến vụ xâm phạm một phụ nữ, người bị hại báo án. Sau đó, ông bị bắt giữ điều tra, cuối cùng chủ động từ chức. Vụ án này cứ thế kết thúc. Cũng vì có kinh nghiệm làm việc trong lực lượng cảnh sát, bố chồng cũ Thái Thiên Phượng được cho là chủ mưu trong vụ án kinh hoàng này. Theo đó, ông quá quen thuộc với phương thức điều tra của cảnh sát, nhờ vậy mới có khả năng dàn dựng vụ án để qua mặt trinh sát. Đồng thời, ông đã nhiều lần khiến cảnh sát đi đường vòng, tức là khai báo không rõ ràng, dắt mũi cảnh sát với những thông tin mù mờ và sai lệch. Tuy nhiên, mọi cố gắng của ông đều không thể qua mặt cảnh sát. Hơn nữa, do từng là cảnh sát, bố chồng cũ Thái Thiên Phượng càng hiểu rõ Hồng Kông không áp dụng tội nặng nhất, do đó dù phạm tội tày trời đến mấy cũng đều chịu án chung thân. Truyền thông Hồng Kông dẫn lời hàng xóm ở căn nhà gây án tại thôn Long Vĩ cho biết chủ sở hữu căn nhà này đã chuyển đến nơi khác sinh sống, nơi đây thường xuyên đổi người thuê nhà. Khoảng vài tuần trước, gia đình nghi phạm mới chuyển vào ở, một người đàn ông khoảng 60 tuổi thường xuyên lái chiếc xe 7 chỗ đến. Người đàn ông này cực kỳ không thân thiện, mỗi lần đến là phải kiểm tra khu vực xung quanh căn nhà, đảm bảo không có gì khác thường mới yên tâm vào nhà. Đi cùng người đàn ông là người phụ nữ tóc xoăn khoảng 60 tuổi, hai người này được nghi ngờ chính là bố mẹ chồng Thái Thiên Phượng. Lần cuối cùng hàng xóm gặp họ là ngày 24 tháng 2, một ngày trước khi bị cảnh sát chính thức bắt giữ. Cả gia đình bốn người đều có vết nhơ ít ai biết, bởi lẽ đã có sự che chở của con dâu nặng tình trọng nghĩa Thái Thiên Phượng. Hiện cảnh sát đã bắt giữ 4 người trong gia đình chồng cũ của nữ người mẫu xấu số. Chồng cũ của nạn nhân bị cảnh sát phục kích và bắt giữ tại bến tàu khi đang trên đường rời khỏi Hồng Kông. Lúc bị bắt, trong người này có khoảng 63.000 USD tiền mặt và nhiều đồng hồ hiệu trị giá hơn 500.000 USD. Tại sở cảnh sát, người này nói rằng mình cảm thấy không khỏe và được đưa đến bệnh viện Queen Elizabeth ở khu Zumadia kiểm tra. Cảnh sát cho biết hai đứa con của nạn nhân với chồng cũ đang được mẹ cô chăm sóc.